Có môn võ gọi là truyền điện thái cực quyền lăng. Đấy, mèo trắng đã phải làm phòng thủ. Ây à, ấy, có quả võ chuyên cắn vào rốn. Mèo trắng không hiểu chuyện gì. Ây à, mèo trắng đã phản đòn bằng một cú đạp vào mặt nhưng mà vẫn không ăn thua. Mèo đen vẫn đang rình mò để chuẩn bị ra những bước tiếp theo. Ây xa. Sợi trận đấu. Hello, chào các anh em nha. Chào anh em quay trở lại với kênh Vlog của Panda nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ anh em. Đấy, mình đang ngồi đây chơi với lại hai anh em. Mèo. Ôi giời. Lâu lắm rồi em mèo này không lên sóng rồi. Đấy, review cho anh em xem này. Mèo cụ đe chưa? Ui, trông mắt này. Mèo chào các bạn nhá. Mèo. Mèo. Còn này em mèo trắng nhỉ đấy. Các bạn thấy em mèo trắng nhỉ? Đấy. Ui. Ui đang đùa này. Ôi giời. Hai em này bây giờ là được giúp cùng nhau rồi. Đặt đầu về thì chúng nó đánh nhau kinh lắm anh em. Bây giờ là có vẻ là đánh nhau to hơn. Bây giờ là kiểu là đánh nhau vui thôi. Chào các bạn đi. Đấy, xài em mèo trắng này, mèo tuyết này. Mèo cao tuyết này anh em này. Yêu chưa? Đấy, lâu lâu không quay trên kênh vlog thì hôm nay mình quay một ít vlog cho các bạn xem nha. Ngoài kia Dương KC đã hát ẩm ý quá anh em. Mình phải chui vào đây mình review em mèo cho anh em xem. Mèo. Ui, anh em gì này. Ui giời, ui. Ui giời. Không biết em mèo trắng kia em đang tìm cái gì mà cứ mò mẫm đây. Còn đây là em mèo đen. Đấy, anh em có thể thấy em mèo đen này uy tín nhỉ. Đấy sợ. Đấy, mình thả lên đây phát là ngồi im. Sợ, không dám xuống. Mèo. Mèo. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Em mèo đen này trông rất là cute nhá. Mắt lúc nào cũng kiểu dạng như ngạc nhiên. Đấy, các bạn nhìn nhá. Mắt này là gọi là mắt ngạc nhiên nhé. Đấy sợ. Tai cụp. Đấy, mèo tai cụp này thì nó hơi đắt tí anh em. Đấy sợ. Rất là xinh luôn. Uy tín luôn. Đấy các bạn nhìn. Đấy rồi cái đuôi thì ngang ngoài. Mèo này kiểu dạng như là xám lông chuột đấy anh em ạ. Đấy. Trông mặt lúc nào kiểu ngáo ngơ ấy. Anh em nhìn mặt như kiểu lúc nào cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đấy sợ. Ôi nhảy nhảy. Ừ mới sợ. Đẳng cấp luôn. Để mình thử cho nó, cho úp cái mũ này vào xem là nó có chúi nó không. Hay, nó chạy. Mèo đánh nhau, ui, chừng ái à, kìa. Các bạn nhìn đây, cuộc thi giữa hai em mèo trắng và đen. Không biết ai thắng đây, anh em đặt cuộc mèo nào. Hồi đầu về nhé, em mèo trắng là toàn bắt nạt mèo đen rồi. Bây giờ là em mèo đen bắt đầu bật như tôm anh em ạ. Kiểu bên quen rồi đấy. Ây, anh em thấy trận đánh nhau uy tín chưa? Trận đấu rất là cay go, không biết ai thắng đây. Mèo trắng có vẻ đang bị lép vế tại vì đã bị mèo đen nằm ở cửa trên đấy. Mèo đen có môn võ gọi là truyền điện thái cực quyền lăng. Đấy, mèo trắng đã phải làm phòng thủ. Ây à, ấy, có quả võ chuyên cắn vào rốn. Mèo trắng không hiểu chuyện gì. Ây à, mèo trắng đã phản đòn bằng một cú đạp vào mặt nhưng mà vẫn không ăn thua. Mèo đen vẫn đang rình mò để chuẩn bị ra những bước tiếp theo. Ây xa. Sợi, trận đấu vẫn chưa bất phần thắng bại anh em ạ. Đấy, anh em thấy vừa quay vlog cho anh em cái là chúng nó vào đánh nhau. Úi giời, đấy anh em thấy không? Úi ái là mèo trắng tấn công trước anh em ấy. Chạy chạy chạy. Mèo đen chạy. Là không tha, đúng không? Mèo trắng mặc dù là bị yếu thế nhưng mà vẫn không tha. Úi giời. Ái giời, mèo đen đã cú rồi anh em ơi. Trận đấu này thật là gay go luôn. Úi giời. Tỷ số chưa bất phân thắng bại luôn. Hai em mèo này có vẻ là thấy quay camera nên là đã tỉ thí võ nghệ luôn để cho anh em xem. Ây da, mèo đen đã chạy rồi anh em ơi. Cuối cùng thì mèo trắng với gọi độ lì đòn và kinh nghiệm. Ây da, mèo đen đã lừa mèo trắng vào trong này xong bật. Úi giời, phải nói là mèo đen cũng có những thế võ gọi là lừa đảo. Xời, mèo trắng chuyên một món võ gọi là lằm phòng thủ anh em nhé. Đấy, mèo đen thì tấn công phía trên. Ây da, được. Anh em thấy anh em có trận đấu gay cấn. Xời, mèo đen suốt cuộc đã bỏ đi rồi anh em ạ. Cuối cùng mỗi em một bên. Trận đấu này là vẫn chưa bất phân thắng bại anh em ạ. Đấy. Ok, đâu rồi. Để vào, chơi luôn đi. Ai chạy đến mèo đang chạy rồi anh em ạ. Ái giả, trời ơi. Đấy, anh em thấy chưa, nghỉ ngơi một lúc lại vã nhau như thường. Mèo đen đã vật được cổ mèo trắng rồi. Ui, cắn cái gì đây? Cắn tè chim rồi anh em ạ. Sợi, đấy, đến lần mèo đen lại thực hiện thế võ lầm gọi là phòng thủ anh em nhé. Đấy, sợi, uy tín luôn. Sợi, hai em mèo rất là cute luôn. Bây giờ mình sẽ úp cái này vào để xem nào.
không biết có tắt được. Minh Vương đấy hả? Quay vlog. Ây da, chạy mất rồi anh em ơi. Tàng à? Ok. Đi vào đây đánh nhau, nhanh vào đây đánh nhau. Đánh nhau. Thôi anh quay đánh nhau thôi anh nhau. Hai mèo anh nhau. Bánh thứ tư mà nhỉ. Anh mình review qua này. Em mèo đen này thì lông rất là ngắn anh em nhé. Mặt thì gọi là mặt ngáo, đây cũng có thể gọi là mèo ngáo ngơ anh em nhé. Lông rất là đen mịn giống như kiểu lông gấu ấy. Đấy. Còn em mèo trắng này thì lông nó bông hơn, nó to, mặt thì như kiểu cáo ấy. Đấy. Mũi này nâu không rửa mặt đen đúng không? Kiểu meo 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 rửa mặt như mèo. Ê, nó cắn mình như nhau. Úp vào đây. Ê, cho mày vào đây. Thoát được không? Thành mua rùa đấy nhá. Thành mèo rùa đấy em ơi. Ai chà, chín lươn. À, ok. Ok anh em ơi, đấy xài. Trông mặt mèo ngáo ấy. Đấy, hôm nay quay ít vlog cho anh em xem nha. Ấp mì ấp lên vlog nha, lâu rồi không quay vlog. Mèo này là mèo cút te. Rồi, bây giờ mình xin tạm dừng vlog ở đây anh em nhé. Vừa quay một trận đánh nhau tỉ thí võ nghệ giữa mèo đen và mèo trắng. Rất là uy tín luôn và bất phân thắng bại đấy, mèo ngáo này. Chào các bạn đi, đấy xài. Đấy, em mèo trắng lại ra chào các bạn nha. Đấy, nhìn màn hình.